số 2020 sẽ chú trọng vào chuyển đổi số, hội nghị và triển lãm thế giới số 2020, ITU Digital World 2020, sẽ được tổ chức từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 9 tháng 9 năm 2020 tại Hà Nội. Tiền thân của ITU Digital World là triển lãm viễn thông thế giới, ITU Telecom World. Đây là hội nghị quốc tế lớn nhất thế giới về viễn thông mà Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức. Các đại biểu tham dự hội nghị bao gồm các lãnh đạo cấp bộ trưởng, người đứng đầu các cơ quan quản lý, các tổ chức quốc tế, lãnh đạo các tập đoàn. Giới công nghiệp, các hiệp hội chuyên ngành, doanh nghiệp vừa và nhỏ, SMEs và giới truyền thông toàn cầu, bên cạnh gian trưng bày của khoảng 300 doanh nghiệp, triển lãm còn bao gồm một chuỗi các hoạt động như diễn đàn bộ trưởng, hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn cấp cao và các hội nghị chuyên đề nhằm thảo luận và chia sẻ các chính sách và công nghệ, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh. Sự kiện này cũng được tổ chức với mục đích tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin toàn cầu. Ban tổ chức muốn triển lãm Thế giới số 2020 sẽ trở thành cột mốc đánh dấu cho việc chuyển đổi số toàn diện trong khu vực và trên toàn cầu mục tiêu của hành động này là thúc đẩy và kết nối tất cả các quốc gia thành viên để cùng nhau hợp tác và đổi mới nhằm hướng đến việc phát triển chính phủ số kinh tế số và xã hội số bên cạnh nội dung về chuyển đổi số các hội nghị trong khuôn khổ sự kiện sẽ tập trung vào các mảng vấn đề như kết nối đổi mới sáng tạo cùng với đó là phát triển bền vững số và trách nhiệm của doanh nghiệp